Jin Tuấn Kiệt có phản ứng ra sao khi đàn anh đăng ảnh đẩy thuyền với Puka? Jin Tuấn Kiệt có phản ứng đầy bất ngờ khi Tiến Luật đăng ảnh công khai đẩy thuyền với Puka. Trên trang cá nhân, diễn viên Tiến Luật đăng tải khoảnh khắc Jin Tuấn Kiệt nhìn Puka cười hết nấc khiến kèm dòng chú thích hài hước, tôi nói để ba chụp cho con tấm hình kỷ niệm. Thằng con nhất quyết chia tay nghề của tôi và chỉ chịu cho cô gái trong hình chụp. Coi cái cách nó cười là biết nó ưng rồi, ý là ưng cái hình. Khoảnh khắc trên khiến dân tình thích thú. Ngay dưới bài viết, chính chủ đã lên tiếng, Jin Tuấn Kiệt để lại bình luận, ba này. Chỉ với hai chữ ngắn gọn này thôi nhưng netizen vội thả ha ha không ngớt. Không còn ngượng ngùng như trước, giờ đây nam diễn viên thoải mái hơn khi được nhắc đến bạn gái tin đồn. Dân tình để lại nhiều bình luận đẩy thuyền như, đây là một cô thợ ảnh đã bỏ gánh nặng tuổi tác mà mở lòng, chỉ mong hạnh phúc đến với cô ấy. Đẹp đôi quá, chờ ngày hai người công khai yêu nhau. Nụ cười này là lúc chụp nói câu em có thích chị không, quả ưng nên cười tít mắt. Theo như tiết lộ của đàn anh Tiến Luật, cặp đôi Puka và Jin Tuấn Kiệt đang hợp tác chung dự án phim Tết. Thông tin trên khiến dân tình không khỏi thích thú. Thời gian gần đây, Jin Tuấn Kiệt và Puka đều nhận được sự yêu thích và đẩy thuyền nồng nhiệt từ phía cư dân mạng. Một trong những lý do hai nghệ sĩ này thu hút sự chú ý của công chúng chính là việc cả hai quá đẹp đôi và liên tục vướng vào nghi vấn hẹn hò. Trước việc được nhiều khán giả đẩy thuyền, cặp đôi đều lựa chọn giữ thái độ im lặng. Khán giả đang nóng lòng mong chờ ngày gần nhất cả hai thông báo tin vui.